mua đâu rồi? Bác ơi bác, bác thông cảm ạ. Nhà em là mới mở hàng thôi nên là chưa có dê đâu ạ. Tôi không hỏi dê nhá, tôi hỏi cái lão mùi ấy. Vâng, có mùi thì mới có dê bác ạ. Bác ơi có gì thì chưa bác quay lại nhá. Không quay lại được, gọi nó ra đây, nó đâu rồi? Hả? Nó có nhà không? Nó về chưa? Nó là ai ạ? Là cái lão mùi ấy. Lão mùi là chồng em ấy ạ. À, là chồng cô à? Vâng. Hả? Lão đâu rồi? Hả? Thế chồng cô ở đâu rồi? Thì bác ơi, em hỏi khí không phải thế, bác là ai ạ? À, là ai hả? Là ai hả? Có hỏi, có biết cái thằng Nghĩa ở làng bên không? Hả? Gọi nó ra đây, ba mặt một lời nhá. Khổ quá, mà em cũng chả biết bác là ai mà tự dưng bác đến đây xong rồi bác cứ nói ba lăng nhăng gì thế hả bác? Nhà em là đang ngủ ở nhà, còn em là ra quán trước để dọn hàng. Khổ sáng ngày ra chưa bán chắc gì mà bác nói toàn những câu nó không hay bác ạ, nó không ý nhị bác ạ. À, nó không ý nhị, không vui có đúng không? Đây cũng đang điên đây, có đúng là đang ngủ ở trong nhà không? Hay là quá. Ngủ quá à? Hay là hôm qua rồi trốn ra ngoài một lúc à? Này bác ơi, sức con người nó cũng có hạn thôi bác nhá. Em là em rất lịch sự với bác rồi, chứ tự dưng bác ở đâu bác đến đây bác sồng sộc vào chưa bán chắc gì sáng ngày ra. Bác nói toàn những câu nghe nó chướng tai quá. À, chướng tai quá thì bây giờ tôi dịu dàng nhá. Vâng. Về bảo cái lão mùi ấy, đừng có đi thả rê khắp cái làng này nhá. Sống thì nó phải có tâm, có phúc nhá. Người ta bảo này, người ta sống ở trên đời tiền dòng bạc chảy chả mà làm chi, cuối cùng cũng chẳng đem đi, mà đem đi thì cũng chẳng làm gì cho ai. Tăng 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 tăng. Thế nên cho nên là sống phải có tâm có phúc mới được hưởng cái lộc trời ban cho, hiểu chưa? Vâng. Ngài hát hay quá. Và bây giờ thì mời ngài xe loan thánh giá hồi cung ạ. Chưa xe loan nhá. Có biết sao không? Vợ tôi ấy, nó bảo cái lão mùi hôm qua là thả rê nó nhá. Cái loài ăn ở không ra cái gì. Cái thời thanh niên ấy thì đi cướp người yêu của bạn. Bây giờ già có vợ có con rồi lại tòm tem thả rê định cướp vợ của bạn. Bảo nó xét lại cái đạo đức sống đi nhá. Đây cũng không ở lại làm gì nữa. Ôi trời ơi này bác ơi. Ôi, chồng mới trả con thế này nó cũng chết được không chứ này. Ôi trời ơi, cái lão mùi ơi là lão mùi. Chết không bảo. Bỏ bữa có một lần nữa làm gì cứ giận dỗi. Thôi tối nay tôi bù. Vẫn còn sức để mà bù cơ à? Ôi giời, sức cái đây thì dư thừa luôn. Tiện thể hôm nay xả con dê nhá, quánh tiết canh, làm đôi cà, nghiền ra uống rượu. Này thịt dê mà chấm với tương gừng, ăn xong rồi lại phừng phừng như dê. Tưởng phải mang bên sang bên thôn đoài ấy, sang gặp vợ cái thằng Nghĩa ấy, sang đấy rồi mà phừng phừng, sang đấy rồi mà pi pi. Dọn sang thôn đoài sang nhà thằng Nghĩa là thằng Nghĩa nào? Thằng Nghĩa chọc ấy, sáng nay chưa bán chắc gì nó sang đây nó nói hết rồi. Cái gì? Này tại sao đi nghe cái thằng Nghĩa ấy? Cái thằng đấy này nói thật nhá, nó chơi với 10 người thì 9 người ghét nó, chỉ còn duy nhất một người thì... một người yêu quý là được rồi. Một người không ưa ấy. Thôi không phải giả nai. Okay. Không phải giả vờ nữa. Đừng đeo cái bộ mặt giả tạo. Ấy, nó sang đây nó nói hết rồi. Nó bảo là ấy, vợ nó nói với nó là ông có ý định tòm tem vợ nó đấy, định mèo mả gà đồng với vợ nó đấy. Cái gì? Này, cái thằng Nghĩa này ăn không nói có. Đi hiền lành mà mộc mạc chân chất như tôi mà đi ăn với nó bao nhiêu lần thì toàn tôi trả tiền. Thế mà nó còn không chơi được với tôi thì nó còn chơi được với ai à? Ôi này, ông nhìn lại mình đi. Vâng. Làm sao? Ông hiền lành, ông thật thà, ông chân chất. Lúc nào ông cũng chăm sóc bạn mà tiện ông còn chăm sóc cả vợ bạn luôn ý. Đúng chưa? Bà đừng có nói linh tinh nhá. Này, không có lửa mà lại có khói à? Nó cái sang gì? Đây nó nói hết rồi, không phải bao biện. Sang bên đấy rồi mà phừng phừng mày bé bé. Cái gì? Này,
Tôi thề với bà luôn, từ ngày tôi lấy bà đến giờ tôi chưa phản bội bà bao giờ. Chưa phản bội thì bây giờ mới phản bội. Bây giờ mới cắm sừng lên đầu tôi. Cái thằng Nghĩa tôi chơi nó bao nhiêu lâu rồi, vợ nó tôi còn chưa biết mặt. Sao? Mà tôi nghe thấy người ta đồn đại là cái vợ thằng Nghĩa nó rất xấu. Xấu mà không bẹ bẹ được à? Bẹ bẹ được tốt. Bẹ bẹ cái gì? Đến chồng nó cái thằng Nghĩa đấy. Nó đi đâu thế được, có bao giờ nó dám đưa vợ đi đâu. Vì nó xấu quá. Sao rồi bao biện. Thế bà không tin tôi à? Tôi chả tin gì cả. Thế bây giờ theo bà phải làm thế nào? Tôi muốn là việc gì nó cũng phải 2 năm rõ 10. Nó phải trắng ra trắng, đen ra đen. Rõ 10 gì, kể cả là 11 luôn. Thế tóm lại bây giờ bà vào trong nhà đi nhá, để tôi còn xả con dê. Xong mai tôi sang gặp vợ nó. Ôi giời, biết ngay mà. Biết ngay là phải đi sang gặp vợ nó để bàn nhau cách chống chế, cách tẩu thoát. Không được, bây giờ là phải đi luôn, ba mặt một lời. Nếu bà muốn, tôi bà đi luôn. Đi luôn. Tôi phải làm cho nó ra ngô ra khoai nhá. Ôi giời, ngô mấy khoai cái gì. Tôi thức này, này. Cái gì? Theo tôi không nên vào. Tự nhiên hai vợ chồng kéo vào nhà người ta làm loạn lên đi. Ở trên trông xuống người ta trông vào rồi mang tiếng hàng xóm láng giềng. Thì hóa ra là ông có tật, ông giật mình có đúng không? Bây giờ vào tôi muốn làm cho ba mặt một lời, 2 năm rõ 10 thì bắt đầu ông sợ cái gì? Ông sợ ông tính bại chuồn đúng không? Hả, ông không xong với tôi đâu nhá, ông đi vào đây. Khổ quá, bà là vợ tôi, bà phải tin tôi chứ. Tôi không tin ông, nhá. Bây giờ tôi phải làm cho rõ ra đã, ông đi vào đây với tôi. Khổ quá nào. Này, đâu rồi? Ông Nghĩa đâu rồi? Ông Nghĩa đâu rồi? Ông Nghĩa, ông đi ra đây. Ôi, em chào hai bác ạ. Hai bác gặp ai ạ? Bác cháu gì? Gọi ngay cho tôi ông Nghĩa với cả vợ ông Nghĩa ra đây. À dạ, em là vợ anh Nghĩa ạ. Hả? Vợ. Bà đã thấy chưa? Thấy cái gì? Xấu chứ kia. Tôi đã nói rồi, đứng với bà làm gì có cửa. Bà, ông không phải nói thế nhá. Xấu đẹp thì cũng được hết. Xấu đẹp cái gì? Con gì đâu? Hỏi hai bác là ai kia? Ông đừng có vớ vẩn. Không phải bàn nhau nhá, nhìn vào mắt nhau rồi bàn nhau cách diễn đúng không? Không phải diễn nhá, nhá. Ông cứ để nguyên đấy, ông không có tật thì ông không phải giật mình nhá. Cây ngay không sợ chết đứng nhá, ông cứ để đấy tôi làm cho 3 năm rõ 10 nhá. Thôi rồi, bác ơi, bẹ cái gì ở nhà mình nuôi dê đúng không ạ? Ừ, nuôi dê đấy, nuôi ngay một con dê cụ đây này. Thì có quen cái con dê cụ này không? Dạ, em không, em chả biết bác là ai cả. Ôi rồi không biết bác là ai á? Hả? Thế sao chồng cô sáng nay sang quán nhà tôi? Nói là chính mồm cô nói với chồng cô là chồng tôi còn đi tằng tịu với cô, định mèo mả gà đồng với cô, định chim chuột cô hả? Ôi, đúng không ông nói đây? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, không không đâu chị ơi. Chị ơi, kiếp chị nhìn em như thế này em không bao giờ mà tằng tịu với cả chồng chị nhá. Mà em nói thật với chị nhá, trong 12 con giáp ấy, em là em kỹ nhất là con dê. Em không hề thích con dê đâu chị thôi, ơi. Thôi thôi, hạ màn đi. Không phải giả vờ nhá, không phải đóng kịch đâu. Buồn cười nhỉ? Sao bảo không là không? Ông Nghĩa đâu rồi? Đây này. Ông đây, Nghĩa đâu rồi? Đây. Vợ chồng ông bà định sang là phá nhà tôi đấy à? Này, ông đừng có mà nói thế nhá. Hôm nay chính ông sang quán nhà tôi. Ông nói là vợ ông bảo với ông là chồng tôi định chim chuột vợ ông. Bây giờ tôi dắt chồng tôi sang đây để làm ba mặt một lời. Làm cho nó ra nhẽ luôn. Đấy thôi, này. Ông Nghĩa, thế tại sao người làm ăn cái trò mèo ấy thế hả? Tại sao cái gì? Ông còn cãi. Cái gì? Ông còn cãi. Con thấy nó bảo tôi. Ông đến quán nó ăn, ông đong đưa tán tỉnh. Ông tàng tiệu với nó. Nó, ông định tán tỉnh nó. Ông có biết con Hến là ai không? Nó là con Hến. Nó là vợ hai tôi đấy. Cái gì? Vợ ông... hai? Ôi giời ơi, lạc nước ơi. Chồng tôi nó tàng tiệu, nó có vợ hai bên ngoài này. Con giờ con Hến là con nào? Đứng lại. Rồi giờ mới lộ ra nhá. Ông không chim chuột với vợ bạn thì ông cứ tăng tiệu với các con Hến. Như thế cũng là mèo mả gà đồng, như thế cũng là gian dối nhá. Ông định lừa tôi đúng không? Khổ quá đi. Cái con Hến này nó nhận chồng cả làng này làm chồng của nó. Nó nhận tất cả nhưng nó không được nhận ông nhá. Mà ông không có gì thì làm sao mà nó nhận ông? Ôi vậy đây. Ông đi về đây chết với tôi. Mà không là không. Bác đi ra đây, bác đi ra đây với em. Ôi quay cái cô hớt này, chưa nắng chăng chang cô lôi cho đâu nữa hả? Bác đi ra đây với em. Em có chuyện này quan trọng nói với bác. Này, bác đi qua đây là bác phải nhẹ nhàng thôi. Làm gì mà cứ như buôn vặt giả chứ cô. Nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng.
Trời ơi, ôi gì mà khiếp thế, hỏng cả quốc của tôi rồi như này. Em, mai em mua cho nơi khác. Gì mà cứ như buôn bạc giả thế hả cô? Đấy, em nói cái chuyện này bác không? Có cái chuyện gì thế hả cô hết? Cái thái độ bác nói như thế là em đã thấy bực mình rồi. Bác nói thế là ý gì? Ý cái gì? Thì cô tên là Hớt, tôi tên là Hóng. Tôi với cô ấy là không đứng gần nhau được. Bác cứ nói thế, người nào người ta không hiểu ấy, rồi người ta lại bảo là em chuyên đi hóng hớt. Mất quan điểm ra, nó không có tính xây dựng tí nào cả. Thế cô rồi tôi đây có cái việc gì? Em ấy là em nghĩ cho bác. Đấy, mình dù sao cũng tình làng nghĩa xóm. Mà để em cắt nghĩa cái tình làng nghĩa xóm đấy cho bác biết nhá. Là tình làng nghĩa xóm là gì? Là ở trong một ngôi làng nọ, có thằng tình con nghĩa là hai vợ chồng sống rất tình nghĩa với nhau. Người ta gọi là tình làng nghĩa xóm. Đấy, bác hiểu chưa? Thì tóm lại cô gọi tôi ra đây có cái việc gì? Có việc gì đâu. Ôi chứ cô bị giả à? Chưa nắng trang trang lôi ra cổng làng để nói về tình làng nghĩa xóm. Khổ quá. Bác khoan khoan, em nhớ ra rồi. Khổ. Thế nhưng mà nhá, cái chuyện này ý, em nói là nói riêng với bác thôi, chứ bác đừng có để hở ra, rồi người nào người ta không hiểu, người ta lại bảo là em phá tình làng nghĩa xóm. Nó mất quan điểm đi, nó không có cái tính chất xây dựng. Cái chuyện gì? Em ấy, nói thật là em rất quý bác, em rất trân trọng bác, bởi vì bác là một điển hình của người phụ nữ. Đấy, biết. Từ khi chồng chết đến giờ là ở vậy nuôi con. Đấy, một tấm gương về mẹ chồng rất là thương con dâu. Đấy, rất là nhẫn nhịn. Thế nên em mới nói chuyện này với bác. Rồi, thế cô định nói chuyện gì? Đây, chuyện em bắt đầu nói đây. Nhưng đừng để hở cho ai nhá. Người ta không biết, người ta bảo em đưa chuyện. Bác nhá, con Nết, con dâu bác ấy, là nó đang tặng tị đấy. Nết, ôi, tôi nói ôi. Cho cô biết nhá. Cô đừng có chia rẽ cái tình cảm gia đình nhà tôi. Ôi. Con dâu tôi ấy, là nó nết na thủy mị từ ngày chồng tôi chết. À không, cả chồng nó chết. Nó một lòng thờ chồng nuôi con, chăm sóc mẹ già. Cô đừng chia rẽ cái tình cảm gia đình nhà tôi. Em đã nói thế mà bác không hiểu. Bác cứ đứng lui vào đây để em nói chuyện với bác. Không nói to rồi người ta lại bảo là em thế nọ thế kia. Em đã nói là em phải con sách, mách có trứng. Trứng đâu? Trứng đâu? Em phải có bằng chứng em mới nói với bác. Con Nết nhà bác ấy, nó đang tình tím, nó đang trai trên gái dưới, nó đang hú hí với cái lão vẽ hoàng thịt lợn ý. Ở trong kia thì không tin bác cứ vào đấy mà kiểm tra. Ôi, thật à? Ôi dồi ôi này, thế nhưng em bảo nhá, có cái chuyện gì thì cũng đừng để hở ra là em đi nói với bác. Chẳng qua là em là em quý bác. Ôi trời ơi, tôi biết rồi, ôi trời ơi, con ơi là con này, ơi. Nhớ lời em dặn đi nhá. Bà con nhá, em là em không có nói cái gì đâu đấy. Chuyện ở kia kìa. Ra đây, ra đây, khổ quá. Trời ơi, công dung ngôn hạnh đẻ đâu. Trời ơi, con ơi là con ơi. Bảy dạ, tôi dạ. Cho chát cháu dạ, Hóng ơi, dạ, dạ, Hóng ơi. Dạ, bình tĩnh, dạ nghe cháu nói đã. Bọn cháu chỉ đang mến nhau thôi, chứ đã có gì đâu. Bọn cháu đang tìm hiểu nhau thôi. Chưa có cái gì hả? Chưa có gì mà bung hết cả áo nhà. Anh về đi. Đi ngay không bà bổ cho mày cái guốc bây giờ. Đi ngay để bà dạy con mà. Mẹ trời ơi, con xin như mẹ. Thế này là như thế nào hả con? Hả? Hả? Con thưa mẹ là anh bán thịt lợn thì vợ anh mất sớm. Mà con thì cũng thế này nên là bọn con mới chỉ tìm hiểu nhau thôi, chứ thực ra bọn con chưa có gì cả. Con xin mẹ tin con. Trời ơi, mẹ tin. Nhưng mà thế này con ơi, làng xóm như thế này là con bôi cho chát dấu mặt mẹ rồi. Mẹ biết từ ngày chồng con mất đi, con cô đơn, con yêu quạnh. Nhưng mà dù thế nào cũng phải giữ cái phẩm giá của người phụ nữ, con hiểu chưa? Vâng. Thế này là mang tay mang tiếng với xóm với làng. Con phải nhớ thế này, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Có yêu, có thương, cũng phải tránh xa cánh đàn ông, phải nghiến răng mà chịu. Dạ, vâng hả.
Em ơi, ai gọi đấy? Ôi giời, anh đây. Anh nào? Như em lập anh thế sao mà còn hỏi anh nào? Nếu đúng là anh thì cho xem trai. Xem tai. Nếu mà trai thì cho xem mặt. Úi, lại muốn xem mặt đấy. Em... Đây cơ mà. Thì sáng gặp nhau chứ nhớ. 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 Nhớ lắm phải không? Nhớ. Nhiều. Nhớ. Mà cả tháng không chăm chăm người cha. Này, đêm hôm thế này, mùa trang hàng xóm đáng giềng, người ta nhìn thấy người ta cười cho. Họ cười thì hở mười cái lợi. Sao mà phải cười? Đây thì anh thì vợ mất sớm, còn em chồng cũng ra đi sớm thì mình có quyền đến với nhau chứ. Mình mẹ quá con cười, tội gì không đến với nhau. Nhớ, nhớ thì đi vào trong buồng hết nhớ. Con nó ngủ chưa? Nó ngủ say lắm rồi. Thế đi vào luôn đi. Không muộn rồi. Vâng. Nên rồi, đi vào trong buồng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, 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 người quen của U á? Bác họ hàng xóm, nửa đêm chăm chăm. Người yêu của U. Thế sao U bảo con là có thích, có yêu thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng cơ mà. Đấy là U nói con. Con còn trẻ, con còn có răng để mà nghiến. Chứ U móm, lấy răng đâu mà cắn, lấy răng đâu mà nghiến. Thế chứ, U sao phải khổ. U nói là nói như vậy thôi. U bảo nghiến răng chịu đựng, nhưng mà đấy U có tình yêu ấy, U có chịu nghiến đâu. Mà nếu có nghiến thì chỉ có nghiến lợi đấy. Còn mình ấy, có răng mà nghiến răng thì có ngày đứt lưỡi. Thôi thì chồng mất sớm rồi, nếu yêu ai, thích ai, quý ai thì cứ tiến tới, hiểu không? Không có gì ngại cả. Tối mai sang nhé. Này, ông muốn nói gì đấy con? Ông ấy bảo với con ý là phụ nữ phải xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Mà đàn bà thì phải một lòng với chồng, với con. Cho dù có yêu, có thích thì cũng không được tiến tới, mà phải nghiến răng chịu đựng. Được hiểu. Vó thì ở đây, người đâu không biết. Anh Nô, anh Nô ơi, anh Nô, không có, hay là lại chết rồi nhở? Anh Nô, ôi, giật cả mình. Ôi, không nhìn thấy gì đâu nhá. Không nhìn thấy gì đâu nhá. Này, cô chủ. Cái gì? Lấy bộ quần áo. Không lấy, đi mà lấy. Lấy hộ cái. Không. Này, không phải chơi đều nhá. Lấy mà lấy đi. Được rồi, thẳng thắn thật thà, thường thua thiệt. Thôi, ai bảo hôm qua hẹn người ta ra bãi tha ma mà để người ta chờ mãi chả thấy ra gì cả. Thầy cô. Thầy em làm sao? Sao nói thầy em thế? Tại thầy cô ấy, về hỏi thầy cô xem. Người ta làm xong việc, tắm rửa sạch sẽ, đang định đi ra bãi tha ma thì thầy lại giao việc, bắt làm thêm. Làm xong việc làm thêm, lại giao việc thêm. Làm xong việc thêm thì buồn ngủ. Mà buồn ngủ thì... Mà cũng tại anh Nô chăm quá làm gì. Thế thì từ giờ
tôi lười, không chăm nữa. Không, không được. Nếu mà anh nô mà không chăm thì lấy đâu ra tiền để cưới vợ? Tôi chó nó lấy. Ơ, có người lấy mà. Ai? Đầy. Ai? Biết rồi còn hỏi nữa. Ừ nhờ. Thế từ mai tôi sẽ về đòi thầy cô tiền 10 năm làm công. Ừ, đi. Thẳng thắn, thật thà, thường thua thiệt. Cứ rồi. Mày làm cái gì mà quan loạn thế hả? Làm chim ông giật mình đấy. Rồi ôi. Chim ông giật mình, chim ông giật mình. Ông mất chim thì thôi. Ông phải chấp nhận sự thật đi. Suốt ngày ông tơ tưởng hão huyền đến cái thời hoàng kim mới làm cái gì? Ông mất chim cũng là do mày đấy nhá. Thế con chim nó quý như thế nó phải ở lồng tròn chứ. Chim khôn đậu nóc nhà quan, gái ngoan phải ở nhà quan nó mới xứng tầm. Đây bây giờ nó mất rồi có mỗi cái lồng không. Ông thương tiếc nó bây giờ, thỉnh thoảng ông cứ mang lồng ra ông mới ngắm. Mặc dù lồng không chim, nhưng ông vẫn hình dung là con chim nó đang ở trong lồng. Ngủ đấy đi. Thôi ông ơi, để hôm tới con bẫy cho con chim khác thì ông nuôi nhá. Mày mà cứ ngữ mày bẫy được con chim nó lại khôn như thế à? Mày thế đấy, đấy không có chim của ông Kỳ vừa rồi ấy. Làng thi chim có con chim nó ra hồn đâu à? Con thì hót rứt hết cả óc ấy. Con thì hạ thấp xuống nước khả đến cả tiếng ấy. Còn chưa kể là cái con này còn hót gì mà ngang như cua ấy. Nó chả khác gì, nói chung là trống không ra trống, mái không ra mái, cứ như là cái lão ái trong làng. Ông cái gì? Đúng là lão ái. Ừ. Đúng là chuyện trống mái. Ừ. Hôm nay là con về con xin thưa chuyện quan trọng với ông ấy. Ừ. Ngữ mày, người ở thì có cái gì mà quan trọng? Ông vừa nói cái gì ạ? Ông hả? Ông vừa làm bẩm gì ấy? Ông bảo cái ngữ mày có cái gì mà quan trọng? Ai bảo ông là không có chuyện quan trọng? Thế cái quan trọng là việc gì? Hôm nay con về sớm để xin thưa với ông một chuyện quan trọng. Ừ. Là ông cho con xin tiền công 10 năm nay để con lấy vợ. Cái gì? Lấy vợ? Vâng. Vợ này. Xin lỗi. Thằng nào ngã đi không? Mày ngã chứ ai? Chứ thằng nào tát? Thằng ông mày đấy. Sao ông lại tát con? Xin lỗi. Xin lỗi à? Ừ. Sao con phải xin lỗi? Mày muốn lấy vợ đúng không? Đúng. Đúng. À. Làm sao? Con là mạnh tay nhá. Đáng nhẽ ra là ông phải là người xin lỗi nhá. Tại sao ông đánh con? À, may là mày phải xin lỗi. Xin lỗi những cái điều mà mày không hiểu mày có lỗi hay không. Như thế mày mới lấy vợ được, hiểu chưa? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái răng đấy. Nè. Ông vừa nói là gì? Hả? Ông vừa nói là muốn lấy vợ đúng không? À. Phải xin lỗi những cái điều mà mình không biết. Đúng. Mà vẫn phải xin lỗi đúng không? À. À. Này, 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 này. Mày nên nhớ mày đang là thằng người ở đấy nhá. Biết rồi! À. Thằng này nhá! Ai rồi, ai rồi, ai rồi, ôi ôi, tôi chết rồi, đấm tôi. Ôi bà con ơi, cái thằng người ở nó đánh tôi. Đã đấm đâu? Không biết nó vừa đấy chứ. Mày vừa, mày vừa đấm con gì đó? Đấm vào tay này! Chưa vào mặt à? Chưa. Thẳng thắn nhá. Ừ. Thật thà nhá. Ừ. Không thất thế, không thua thiệt nhá. Ừ. Ừ. Lấy vợ mà lại phải xin lỗi những cái điều mà mình không làm, mình không biết đó. Đã thế nhá, thằng này không lấy vợ nữa nhá. Ui, cái ngữ mày có chó nó lấy. Cái gì đấy? Này mày, mày nên nhớ mày vẫn là người ở đấy nhá. Nhớ rồi. Không phải chó đâu, mà là cô chủ.
con gái rượu của ông đấy nhá. Đến bây giờ ông có xin lỗi con không lấy. Ra đồng. Gì mà cái thằng nơi nó lại quay ngoa quay quẩy thế hả ông? Nó đòi tiền công đấy. Kìa thầy, anh Nô làm nhà mình 10 năm rồi thì thầy phải trả công cho anh ý để anh ý còn lấy vợ chứ. Chính vì nó đòi lấy vợ cho nên thầy phải dạy nó cái bài học đầu tiên trước khi lấy vợ là phải biết xin lỗi. Xin lỗi cái điều mà mình không hề có lỗi. Cô đúng không bà? Ừ, phải rồi. Ừ. Phải biết xin lỗi những cái điều mình không có lỗi mà vẫn phải xin lỗi vợ. Đấy, hiểu. Kìa thầy U, nhưng mà nếu bây giờ không xin lỗi anh ý thì mình còn phải đền làng nữa đấy. Là như nào? Thì là con chất dại với anh Nô rồi. Ôi trời ơi anh ơi. Bán nhà đi để đền bù cho làng bắt vạ à? Ông ơi, thì có nghĩa là kiếm củi 3 năm mới tiêu 1 giờ à? Ôi giời, con ơi. Bây giờ làm thế nào đi? Bố do chắt chấu mặt bố mẹ thế này. Ôi trời ơi, thế này thì có mà ông đuổi theo xin lỗi nó đi. Cái gì? Tôi mà phải xin lỗi nó à? Chứ sao nữa, không xin lỗi thì phải phạt vạ à? Ôi, thế có nghĩa là cái thằng Nô bây giờ nó mới là ông chủ, còn tôi với bà. Ông Nô ơi, tôi xin lỗi. Kìa bà. Nô ơi. Ông Nô ơi, ông bà xin lỗi. Dạ, con đây. Dạ, con đây bà ơi, con đây bà ơi. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa dậy hả? Ôi bà ơi, con dậy từ lúc mà mặt trời nó còn chưa mọc, từ lúc mà con gà nó còn chưa gáy cơ. Ui giời, thế mày đi sáng làm cái gì? Ôi giời, sếp bà lại bảo là con làm cái gì? Từ sáng đến giờ con có bao nhiêu là việc, chứ con có chơi như bà đâu. Thằng này, mà này, hôm nay là ngày gì, con nhớ không? Hôm nay à? Ừ. Hôm nay là ngày lẻ à? Ôi giời ơi, không phải là ngày lẻ, ngày quan trọng. À, đấy là việc con phải đi cùng với ông lên trên tỉnh để ông gặp quan chánh tổng. Cái đúng chuyện rồi. Đấy thì có gì là quan trọng với con đâu. Sao lại không quan trọng? Bà bảo này, ông đi lần này đi đường xa, bà lo lắng lắm. Mày nhớ phải giúp bà chăm sóc ông cẩn thận đấy nhá. Dạ vâng, bà yên tâm. Con đưa ông lên trên tỉnh bao nhiêu lần rồi, chứ đây có phải là lần đầu tiên đâu. Nhưng mà lần này ông đi lành ít dữ nhiều. Sao lại là lành ít dữ nhiều? Bà ơi, ông đi lên gặp một quan chánh tổng là để thăng quan tiến chức, sao bà lại bảo là lành ít dữ nhiều? Hay là bà có cái linh cảm? Không, không. Này, bà đừng có gở mồm với nhá. Không phải là gở mồm, mà ý của bà là bây giờ đi đường xa nguy hiểm, mà có một mình mày tháp tùng ông, bà cũng lo lắm. Này, bà đừng có coi thường con nhé. Con là tháp tùng ông không biết bao nhiêu lần, ông lên trên tỉnh rồi nhá. Gặp không biết là bao nhiêu hiểm nguy rình rập rồi nhá. Băng qua không biết bao nhiêu cánh rừng, bao nhiêu con suối, gặp bao nhiêu loài vật nguy hiểm. Nhưng bà yên tâm là con có cái môn võ mãng xà vườn cầu. Thôi, được rồi. Thế tối qua bà dặn những gì, mày có còn nhớ không? Sao lại không nhớ à? Nói ra xem nào. Bà dặn con cái gì, con nhớ con làm chu đáo, bà không phải hỏi lại. Bà muốn cẩn thận, cứ nhắc lại cho bà nghe. Bà dặn là sáng phải dậy từ lúc mặt trời chưa ló dạng, từ lúc con gà chưa gáy. Đúng rồi. Mày phải chuẩn bị quần áo cho ông, chuẩn bị cho ông một chậu nước. Nước ấm. Qua con đã nói hết đâu. Mới đến chứ chậu thì bà đã bảo có nước ấm này. Tiếp tục nào. Xong chậu nước ấm thì cho ông rửa mặt, rửa mũi, chân. Nhưng mà không cho ông ăn sáng à? Khổ quá, con đã kể hết đâu mà đến cái đoạn ngâm chân thì bà lại cứ thế thôi kể tiếp đi.
Sau đó chuẩn bị đồ để cho ông ăn. Ông còn có sức khỏe để ông làm việc. Rồi, đúng rồi. Chính xác rồi. Này, nhưng mà mày nhớ phải chăm sóc ông cẩn thận đấy nhá. Dạ vâng, bà yên tâm. Đã có con ở bên cạnh thì kiểu gì kiểu đó ông cũng phải khỏe. Thế nhưng mà bà ơi. Sao? Con nói thật. Bà dặn con 10 điều. Con khắc cốt ghi tâm cả 10 điều. Ừ, đúng rồi. Thế nhưng mà con chỉ thực hiện được 9 thôi. Sao lại thế? Còn một điều con không làm được. Điều gì? Điều gì? Điều này tế nhị lắm. Dồi ôi, cứ nói đi, bà không mắng đâu mà sợ, cứ nói đi. Cái điều thứ 10 là cái điều này này. Nhưng mà cái điều này là cái điều gì? Cái này nó lại cái này này. À giời ạ. Có 3-4 hôm ông mày nhịn tốt. Thế nhưng mà nhớ ông lại cứ đòi thì làm chút nào hả bà? Thì mày cứ bảo là con ba mày ở nhà đây này. Ôi dồi ôi. Cụp cái bắt lại. Ơ, mình. Ông ơi, mặt trời chói quá. Mình dậy rồi đấy à? Sao mình không ngủ thêm tí nữa đi? Mặt trời mà chói thì mày nhìn xuống dưới đất. Từ đây ông cấm mày không được nhìn ngang nhá. Dạ. Nô. Dạ. Đi xuống bếp, sắp đổ cho ông đi rồi còn chuẩn bị lên đường. Dạ, nhá, vâng à. Nhanh lên. Dạ, dạ. Ok. Sao vậy mình? Lần này mình đi, em nhớ mình lắm. Đi có 3-4 ngày thôi mà em cảm giác như là 3-4 tháng ấy mình ạ. Chồng chỉ đi có mấy ngày thôi mà. Thôi chịu khó ở nhà nhé. Nhưng mà không có em thì ai chăm sóc cho ông? Em thương ông lắm. Mình cứ yên tâm. Có thằng Nô rồi. Đấy, suốt ngày thằng Nô, suốt ngày chỉ Nô 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 thôi. Ông ở với thằng Nô luôn đi. Ok. Mình làm gì mà chuẩn bị chia tay nhau có mấy ngày thôi đã giận dỗi rồi. Tôi lên trên tỉnh gặp cụ Chánh tổng xong về chắc chắn là mình cái gì cũng sẽ có. Tôi về tôi bù cho nhé. Ông ơi, cái gì đây? Mình đi luôn thì không nắng. Mày thì được mỗi cái tội này phải phá đám thôi. Thì con bảo ông đi không nắng, lên gặp ông Chánh tổng muộn này lại hỏng việc. Hỏng lòng thế nào? Đang thôi. Lúc ông chia tay với bà mà mày mày. Thôi, mình đi đi không muộn mình ạ. Mình đi cẩn thận mình nhá. Mình ở nhà giữ gìn Ngọc Thể nhé. Mình đi đi. Thôi đi. Dạ. Con đi bà ạ. Ừ, đi đi, đi cẩn thận đi nhá. Dạ. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Ok. Ông về rồi đấy à? Thế tại sao nhà trên mình không ở mà mình lại xuống nhà dưới ở thế này? Tôi đi tìm mình mãi. Vì ông đấy. Em nhớ ông. Ở trên nhà trên em cô đơn lắm. Thế là em lại phải xuống nhà dưới ông ạ. Xin lỗi mình. À. Em có món quà này dành cho ông. Quà gì đấy? Phải bịt mắt vào, bất ngờ không ạ? Ôi, bịt mắt lại, ở nhà dưới nữa, khiến tôi cảm giác thấy phấn khởi. Ê, ông đi theo em vào đây, ông không được mở mắt đâu đấy nhá. Bao nhiêu kỷ niệm lại đang ùa về trong tôi này. Đây, ông đi cẩn thận. Đây 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 đây. Ông ngồi xuống đây. Đây ngồi. Đấy. Ông không được ti hí đâu đấy nhá. Này. Thơm không? Thơm không? Thơm thơm. Món này hơi bị ngon luôn đấy. Ừ. Rất thơm. Ấy. Cái gì đấy? Không không. Ủa con muỗi đốt. Ngứa quá ông ạ. Con muỗi. Con muỗi nó đốt. Ôi. Ngon không ông? Sao mình biết tôi về mà chuẩn bị kỹ càng thế này? Thì em là vợ của ông mà. Cái gì em chẳng biết. Ngon không ông? Thơm lắm. Ông ăn đi.
ngon lắm mình ạ. À, tôi cũng có món quà tặng mình đấy. Ờ, anh có quà à? Nhưng mà mình cũng lại phải bịt mắt lại. Đây, nào, để em tháo cho ông. Bịt mắt à? Mình quay lưng lại đây. Đây. Nhớ là không được tì hí đấy nhá. Rồi, em nhớ rồi. Ai đâu, đâu, đâu. Nhẹ nhàng thôi nhá. Mình kêu mà tôi lại thấy có cảm xúc rồi đấy. Đi, đi, bây giờ ra trận quà ông nhỉ? Ừ, từ từ, nhưng mà không được tì hí đâu đấy nhá. Rồi, nào, em biết rồi. Để tôi dắt, không lại vấp ngã bây giờ. Nào, giơ chân cao lên nhá. Nào, đấy. Ông ơi, em hồi hộp quá ông ạ. Hồi hộp à? Đấy, ông tâm lý như thế còn gì nữa. Lần nào mà cứ đi huyện hay đi tỉnh về là ông đều có quà cho em còn gì. Chỉ ông hiểu em thôi. Thế nhưng mà ông ơi, thế sao không tặng quà ở trong nhà mà lại phải ra ngoài nắng để làm gì hả ông? Mọi lần đã tặng ở trong nhà rồi, lần này nó phải khác đi. Mọi lần là quà nhỏ, lần này quà rất to luôn. Ui, quà to hả ông? Em thích. Trời ơi, cứ cái gì to mà em thích không ạ? Thì, nhưng mà ông sống với em bao nhiêu năm rồi, làm gì ông chẳng biết là em thích to. Đi đi, ông ơi, đi. Này sẽ có to, đi. Đi đi, ông ơi. Quà đây hả ông? To chưa? Cũng to rồi ông ạ. Chưa, cái này chưa to, còn to hơn rất nhiều. Ừ, cái này nó là cau bé. Nó là cái cây thôi. Cây cau đây, quả đây cơ mà. Đâu ạ? Đây. Ôi trời ơi, cái con gì ấy ông? Em đoán thử nó là cái con gì. Nó có lâu thì chắc là con chó hả ông? À, nhưng mà không phải không ạ? Con chó thì nó chỉ thấp thế này thôi. Cái này cái con này nó lại cao mà. Thế thì ông tặng em, ông phải tặng con chó thật to như này. Bây giờ em mở mắt xem luôn ông nhá. Vừa to vừa đẹp luôn. Nào, khăn ơi, mở ra. Em mở ra ông nhá. Ôi giời. Ông. Đây, quà của bà. Đây. Quà của bà đã to chưa? Quà này béo chưa? Bà thích không ạ? Ông ơi, giờ thì ông chắm mắt ra chưa? Giờ thì ông tin con chưa? Bao nhiêu lời dịu dàng âu yếm ông dành hết cho bà. Còn với con thì cứ mở mồm ra là ông quát. Thôi, mình đừng chạm vào nỗi đau của ông nữa. Xử đi. Xử. Ông vừa bảo con là mày xử đi à? Được. Hôm nay tao sẽ rửa nhục cho ông của tao nhá. Cho mày biết thế nào là chim, thế nào là chuột. Ông ơi, thằng này nó muốn nói gì không ạ? Có cho nó nói không ạ? Còn cái con bà mày nữa đây này, hỏi nó xem nó có muốn nói gì nữa không? Ông ơi, em biết lỗi rồi. Em xin ông, em cắn rồng cắn cỏ em lại ông. Ông tha lỗi cho em, ông tha tội cho em. Ông ơi, ông, thằng này nó muốn nói cái gì đấy ông này? Để cho nó nói. Đấy, mày nói đi, cho mày nói lời cuối. Mày đấm, mày đá, thậm chí mày cấu, thậm chí mày cắn cũng được. Mày đừng có gù, buồn lắm. Được rồi. Mày không thích đấm đá đúng không? Kể cả cắt đúng không? Được rồi, tao sẽ cho mày tội nguyện nhé.
Thôi, chồng mới trả con. Tìm cái gì? Quá định vào tìm cái gì? Mơ à? Mơ hay là chưa ngủ? Ngủ chưa? Ngủ chứ. Không phải chui nữa, không còn cái gì đâu, ra đi. Thế chưa ngủ à? Ngủ thì nằm đấy làm gì? Ngủ thì ngủ, dậy thì dậy chứ. Nói với ông đấy, không còn một cái gì đâu. Thế ông định tìm cái gì? Ông đi thế chưa chán à? Ông chơi thế chưa đủ à? Tóm lại, bà phải giúp tôi. Thế lại thua hết rồi chứ gì? À? Hôm nay hết rồi mà mai sẽ có. Ông nói thế mà nghe được à? Tôi hỏi ông, ông thử xem ngày xưa ông có thiếu thốn cái gì không? Hả? Nhà cửa thì 5 gian 2 trái. Cái gì? Nhà 5 gian 3 gian 2 trái. Thế đây là trái gì? Hả? Đây là mấy trái tôi hỏi ông? Nửa trái. Ừ. Thế bây giờ ông định làm như thế nào? Hả? Mà ông vẫn cố tình. Ông định làm như thế nào? Thì khổ quá, thì bây giờ tôi đang quyết định thì gỡ lại 4 trái rưỡi nữa đây còn gì nữa. Gỡ? Gỡ thì ông gỡ xương cá hay là ông gỡ xương nhà hả? Thế cái nhà này thì chả gỡ thì để làm cái gì? Đấy, đúng là bây giờ mà tôi mới tin, ngày xưa trước khi tôi lấy ông ấy, dân làng người ta đã bảo rồi, đừng có lấy cái thằng tèo, rồi ôi nhìn mặt bắt hình ra ngu lắm, ngu hết cả phần của đấy. Thằng nào, đứa nào bảo? Cả làng nói không sót một ai. Có đúng là không sót một ai không? Không sót một ai cả. Vẫn sót cái con này này. Thế thì mới ngu. Mới lấy ông. Đấy. Đấy, bây giờ thì tôi tin lời cả làng nói là đúng rồi. Mà đấy, hồi đấy không hiểu sao. Ông cho bố mẹ tôi ăn bùa mê thuốc lú cái gì. Mà bố mẹ tôi bảo, không sao con ạ. Con cứ yên tâm. Dân làng người ta nói thế thôi. Nó tuy tên là tèo, thế nhưng lấy nó vào sẽ hết nghèo. Đấy. Tôi nghe lời bố mẹ tôi, nhưng bây giờ hóa ra là bố mẹ tôi cũng sai lầm. Đấy, đấy bây giờ tôi không có... Người ta đã nói rồi, cơ bạc là bác thằng Bần. Cửa nhà bán hết thì thân tôi ra đường. Thì bây giờ tôi sắp ra đường rồi. Đấy, tôi không tin. Thế nên tôi mới cá cược. Tôi đánh đổi cả cuộc đời của tôi để tôi lấy ông. Nhưng bây giờ thì tôi thấy đúng là tôi ngu thật. Tôi quá ngu rồi. Ngu thì ngu chứ mà đậy nó lại. Đậy cái gì? Mọi người ta nhìn đi à? Kệ người ta. Ai nhìn thì kệ người ta, đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Đẹp nhỉ? Đấy. Phô ra. Tại sao cái hồi mà tôi đánh được ấy thì bà cười cứ như là ma làm ấy thế? Hả? Nó mua đi mua sắm lụa là gấm nóc thì chơi cả cây cơ. Hoa tai thì làm mấy đôi liền đấy. Lúc ai sướng cho? À. Mình ơi, mình đâu rồi? Thầy nó về rồi đấy à? Thế sao hôm nay thầy lại về sớm thế nhỉ? Sớm nó sớm thế nào? Giờ này còn sớm cái gì nữa? Đi suốt cả đêm hôm qua đến tận chính ngọ bây giờ mới có mặt ở nhà mà lại bảo là sớm. Thế là thầy nó đi cả đêm à? Vợ lạ nhỉ? Vợ mới trả con, chồng đi không biết về không hay. Thế là hay đó. Thôi chết rồi. Dạ.
Hay là đêm qua có thằng trộm nào về đây để vợ để tưởng là chồng để nằm ôm nó? Khổ quá, thầy nó cứ đa nghi tào tháo. Em là em nó cũng chờ thầy nó đấy chứ. Em chờ cả đêm đấy. Nhưng mà em mệt quá em thiếp đi lúc nào không hay ý. Mà làm gì có ai cả cái làng này ý, chả ai bì được với thầy nó đâu. Gớm. Mà lạ một cái là người ta biết ngay chứ. Trộm nào dám vào nhà mình đúng không? Đương nhiên rồi. Nào, thầy nó đi hôm nay thế nào nhỉ? Ui thầy ấy, thầy đã đi thì chỉ có chiến thắng ấy. Em biết mà. Chỉ có đem chiến thắng về nhà. Dạ, vâng. Nhớ lại cái đợt ngày xưa mới cưới nhau ấy, về ở với nhau, gớm bao nhiêu gian nan vất vả. Hết người nọ đồn người kia đại bảo chồng là ngu dốt, cái mặt nó hãm lắm. Ôi thầy ơi, thầy nó không phải để ý làm gì. Miệng lưỡi thế gian á, trăm ngàn cái vớ vẩn. Đấy, người ta kiểu như là người ta ghen ăn tức ở ấy mà. Thấy vợ chồng mình như thế này là không ăn được thì đạp đổ mà. Nhưng mà em đâu có ngu. Phải công nhận mình hồi là sáng suốt thì quyết định ngay hiểu không? Vâng. Chứ không bây giờ vào tay cái cô khác thì có phải làm gì có cái nhung lụa mà làm gì có chuyện như thế. Làm sao mà có cái căn nhà nó phải năm gian, ba gian, hai trái như thế này. Dạ. Thế thầy nó này, thế thầy nó hôm nay về thì nó dạ. Trông được cái học thì không hay nhưng mà tất tay là kiểu gì cũng thắng. Dạ. Thế mới là chồng em chứ lì. Rồi đấy là hôm qua nó tròn quá, thế nó đỏ quá. Thảo nào linh tính của em là mách bảo chắc chắn là chồng em sẽ chiến thắng trở về. Về đấy là hơi bị nặng tay. Dạ. Ơi dạ em ra. Kết ngay. Vâng. Thế bây giờ thầy nó lại đi tiếp đi. Mà hình như là mọi khi giờ này là thầy nó đang ở bên cái đám tổ tôm tổ tép cơ mà. Ôi, đi suốt cả đêm hôm qua đến tận trưa nay rồi thì còn đi cái gì nữa. Bây giờ thì nó mệt mỏi rồi, về ăn uống rồi nằm ôm vợ ngủ chứ này. Chớ nhá. Hả? Thầy nó là chớ nhá. Đang cầu đỏ của thầy nó. Cái khoảng đấy là mình cứ phải kiêng cữ. Đấy, thế bao giờ hết cái cầu đỏ này ý, lúc đấy thầy nó có mà tha hồ. Đấy, thế bây giờ thầy nó cứ đi tiếp đi nhá. Em bảo đi ngủ tiếp, chờ thầy cả đêm mệt quá. Đi vào đi ngủ tiếp nhá. Đúng rồi. Thầy nó cứ đi đi. Chờ hết cầu đỏ thì thoải con gà mái nhá. Dạ, mừng quá còn đi nhầm đấy. Nhưng mà vợ cứ phây phây đi kia. Chồng nhìn còn khó chịu chứ là hàng xóm. Lại đi tiếp. Phải kiếm cho bằng đủ. Nhà năm gian phải kiếm luôn 5 cái. Đấy. Lại đi. Thế bây giờ tôi hỏi ông, hoa tay đâu? Ông nhìn trên người tôi xem là lụa là gấm vóc đâu. Hoa tay đâu hay trên tay bây giờ còn toàn lỗ? Hả? Người ta đã bảo rồi, con người người ta khôn ấy là người ta phải biết dùng cái vần gì on on đấy, người ta phải biết điểm dừng, hiểu chưa? Vận dụng cái vần on đấy vào. On on là thế nào? Vần on ấy như kiểu người ta nói là gà non thì rất là ngon, có đúng không? Lúa non thì rất là ngon, đúng không? Đấy, cái gì non cũng rất là ngon, rất là bổ, có phải không? Thế nên là cờ bạc thì mình cũng phải ăn non. Thắng rồi thì ăn non đi, dừng đi. Cái nhưng này cố cơ. Ăn non. Chứ còn sao nữa. Ăn non thì kiểu như bà đấy, con chó nó chơi. Đấy, thì có thằng vẫn đang lấy chó đấy. Đang nói chuyện với chó đấy. Mà thôi, không nói nhiều nữa. Tóm lại là bà còn tiền đấy rồi, tôi còn đi gỡ. Tôi còn có mỗi cái thân tôi này. Ông xem có ai mua ông bán nốt đi. Ông vẫn thích chơi được không? Ông vẫn thích chơi đúng không? Được rồi. Ông ấy, tôi thấy ông không được cái tang dạng gì, khôn nhà dại chợ. Ra ngoài đời ấy, đời nó lừa được ông. Ông không lừa được đời một tí nào. Đấy, chính vì như thế nên là ông về nhà ông lừa vợ lừa con. Ông để cho vợ con ông khốn khổ như thế này. Được rồi, bây giờ ông chơi với tôi đi. Nếu như ông thắng tôi cho ông ra ngoài để chơi. Ông có đồng ý không? Hả? Trời bà thì cả chục năm nay thì còn gì nữa. Được rồi. Ngày nào mà không chơi. Được rồi, thì hôm nay ông thử chơi với tôi đi. Tôi hỏi ông bây giờ trong người ông có bao nhiêu tiền? Hả? Khổ quá, còn có 5 xu không đủ. Tôi cũng có 5 xu. Thế sao vừa nãy bảo là không còn một xu dính túi? Thích thì nó có đấy. À, nếu như ông thua, ông phải ở nhà cho tôi. Ông chịu cái thân phận cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày. Ông mặc cả đêm mà không cần cởi cũng được. Còn nếu ông thắng tôi cho ông muốn đi đâu thì đi. Thích chơi gì thì chơi. Ông có đồng ý không? Mà chơi thế nào? Chơi thế nào?
Bây giờ tôi với ông, mỗi người để 5 xu ra đây. Tôi đếm từ 1 đến 3. Nếu như ai nhanh tay thì lấy được. Ừ. Ông đồng ý không? Như nhất trí. Nào, 5 xu vào đâu? Ừ, 5 xu. Ông nhắm mắt vào. Sao phải nhắm mắt? Để tôi lấy tiền. Ừ. Ông mà tí hí ông đừng trách tôi đấy nhá. Câu hóa để đấy à? Thế mình không biết nhỉ? Cứ để đâu đến làm việc của tôi. Ở đây. 5 xu của tôi đây. Ừ. Ông có dám chơi không? Ừ. Chơi thì chơi, ngại cái gì? Mà chơi thế nào? Bây giờ tôi cứ đếm từ 1 đến 3. Ai nhanh tay lấy được thì tiền là của người đấy. Đếm từ mấy? 1 đến 3. 3. Ba. Mình xin nhá. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ê. Ôi trời ơi. Chồng mới chẳng con thế à? Hả? Ra đời chỉ bị người đời người ta lừa thôi. Về nhà lừa vợ đứa con thế à? À đúng là cái đồ khốn nhà dạy chợ. Trời ơi. Trời đất ơi, có mỗi một cái bát xôi còn con thế mà người ta đi bao nhiêu việc về vẫn không ăn hết là thế nào? Con không ăn đâu gì ạ. Ô hay nhờ. Mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần rồi, không được gọi là gì, con phải gọi là mẹ. Nhớ chưa? Vâng. Nào thế bây giờ gọi một tiếng mẹ thân yêu nào. Mẹ. Gì? Mẹ. Gì? Ôi nhờ. Nào nói một lần đi nào. Một tiếng mẹ thân yêu trìu mến. Mẹ. Gì? Cứ như thế bảo làm sao hàng xóm người ta không dị nghị. Người ta không bảo là mấy đời bánh đúc có xương mà mấy đời gì ghẻ mà thương yêu con chồng. Đúng không? Đúng ạ. Thế bây giờ hỏi một lần cuối nhá. Có ăn xôi không? Con không ăn đâu. Xôi nó thiêu rồi. Thiêu á? Có ăn đã tốt rồi. Thiêu. Bây giờ hỏi lần nữa có ăn không? Con không ăn. Không ăn đấy là con chọn nhá, chứ không phải dì không cho con ăn nhá. Rồi đến lúc về con lại nói với thầy con là dì không cho con ăn, rồi thầy con lại mắng dì. Nhớ đấy nhá. Thế bây giờ có ăn không? Để không dì gọi ba bị sang đây này. Con không ăn. Ôi trời ơi, ba bị sợ quá, sợ quá. Mẹ ơi, cứu con sợ ông ba bị lắm. À sợ à, thế sợ không? Sợ quá. Thế để mẹ đánh ông ba bị nhá. Vâng, mẹ đánh ông ba bị. Thấy ông ba bị sợ rồi này. Úi dồi ôi, mẹ sợ quá. Mẹ ơi, nhưng con vẫn sợ, mẹ đuổi ông ba bị đi. À thế bây giờ thế thì nếu mà con sợ thì con phải nghe lời mẹ ăn hết cái bát xôi đi nhá. Mẹ sẽ nhốt ông ba bị vào trong tủ. Vâng. À thế này, này nhốt đi. Ba bị này đi vào trong tủ, đi đây. Nhốt chặt. Lè lè lè. Mẹ ơi, mẹ nhớ nhốt ông ba bị nhá mẹ nhá. Ăn xôi đi. Dạ vâng. Con ơi, mình ơi, tôi về rồi đây. À, con chào thầy ạ. Con dài thầy giỏi quá, tự ăn được rồi cơ à. Mẹ con đâu? Dì đang ở trong buồng. Đã bảo rồi, không được gọi là dì, gọi là mẹ. Dì. Gọi là mẹ. Dì. Mẹ. Mẹ dì. Mình về rồi đấy à? Mình về sao mình chẳng nói với em tí gì cả? Tôi ơi, muốn dành cho mình một sự bất ngờ. Ôi trời ơi, đấy mình thấy không? Cứ như thế bảo làm sao? Con nó gọi là mẹ gì? Tức là mẹ cũng như gì, gì cũng như mẹ. Thế mình lên huyện thế nào? Khổ, mình đưa cái tay nải cho em cầm nào. Mình thấy đấy, tôi lên huyện dạy học để lo cho mình, lo cho con. Nhưng mà dịch ra, học sinh chả đến lớp được. Thế là tôi mất dạy. Mất dạy xong rồi về với em có đúng không? Đúng rồi. Mình có biết không, từ khi mình lên huyện, em ở nhà
em méo hòn. Em héo mòn. Tôi biết, mình thương tôi, thương con, lo cho tôi hiểu mà. Ơ kìa, ăn đi con, sao cũng nghe người lớn nói chuyện thế? Đấy, mình xem, ăn như mèo ấy, thỉnh thoảng nó leo các cụ. Còn trẻ mà. Ăn đi. Không ăn đâu. Ăn đi. Con không ăn. Ăn đi, không uống bà bị, ông bắt. Con không sợ ông bà bị. Không sợ ông bà bị à? Ông bà bị ghê lắm. Ông bắt đấy. Sợ quá, sợ quá. Sợ chưa? Chưa. Chưa sợ. Sợ chưa? Ăn đi không uống bắt. Sợ quá không sợ. Không sợ? Thế nào thì mới sợ? Ông bà bị phải như thế này này. Ông bà bị đây. Chẳng giống gì cả. Như thế nào mới giống? Thầy phải hỏi gì? Thế là thế nào? Ông ba bị nhốt rồi, con chẳng sợ đâu. Ông ba bị nhốt ở đâu? Nhốt á? Nhốt trong tủ cái kìa. Như thế, như thế. Mày đây, mày ra đây, mày chui vào tủ nhà tao làm gì? Cô hỏi cô, như thế này là như thế nào? Tại vì là... Anh ơi! Thằng này! Tại sao mày chui vào tủ nhà tao? Anh ơi! Anh một cửa thật, anh cứ bình tĩnh để cho em mặc quần áo xong em trình bày với anh một thể. Mày còn trình bày à? Ok à? Này! Anh nói như thế là mất giá của em lần sau người ta không sợ ba bị. Anh không sợ! Cô! Như thế này là như thế nào? Khổ quá, tại vì là con nó lười ăn. Thế cho nên là em phải nhốt tạm ông ba bị ở trong tủ, thỉnh thoảng lôi ra dọa. Nhốt ba bị ở trong tủ lôi ra dọa. Thế hôm nay ông mày cho mày thành 10 bị luôn. 10 bị luôn. 10 bị này. Ông ba bị ăn đòn rồi. Lên. Thầy ơi, thầy phải đánh mạnh vào nhá thầy. Ê, để tôi rót đâu. Đây, tôi đã nói rồi. Gia đình nên là cứ có một vợ một chồng, nó sẽ hòa thuận. Mà khi nó đã thuận hòa thì cả nhà êm ấm. Thuận hòa thì tát cái ao làng cũng xong, đúng không? Đúng rồi. Ông ơi, đời nó còn dài lắm. Không biết thế nào đâu. Đây. Ông chỉ được cái này. Hơi. Ông ơi. Đá cho mày cái vào mông bây giờ đấy. Nói chậm chậm thôi. Đã nói lắp rồi thì cứ nói nhanh. Nói. Ông ơi. Ừ. Bà làm sao? Mày ra mày bảo ông mày lại hỏi ông là bà làm sao? Cái đầu mày làm sao ấy? Khổ quá, con đang nói thì ông lại bảo là nói chậm thôi. Thế nào, con... Bà khát lắm. Thế bà khát mà mày không biết cho bà uống nước à? Khổ quá, bà khát. Khát bà thì là thành ông à? Khổ quá, khát là... bà đuổi chuột, là đuổi đi. Thế mà không hiểu đâu đi đâu mà... Thầy bói thì cũng xem thế nào mà bảo bà được mèo. Bà về mà bắt đầu lên tán, đau đầu suy nghĩ. Bà đi... Bà đi vào nhà. Bà thấy cái đầu cá. Bà nếu mà ăn hóc lương. Vẫn đang hóc à? Vâng. Ôi giời ơi. Thế là cái thầy lang vừa rồi cho mấy cái mẹo ấy. Cơm nắm và cái nắm tay này đút vào họng cho bà. Nhồi. Con làm hai con nắm này. Nhồi. Con nua. Thế cho uống cốc nước thật nhiều vào. Rồi, bốn cốc rồi, nôn hết nhà rồi, bắt óc mà nhỏ. Mày đi, mày cứ về. Mày vuốt cổ này cho bà này. Đi luôn đi. Cổ quá, con làm hết rồi. Vuốt cổ, vuốt ngủ. Cho Thái Nương, cho Thái Nương ngồi ăn ba quả chuối. Vẫn không ăn nua, vẫn óc. Tóm lại là bây giờ nó như thế nào?
ngộ quá. Hỏng, nước mắt vẫn nhảy này. Rồi nè, nồi nó hẹn ruột thì kinh lắm. Nói tóm lại là ông nó bị hóc. Phải nói là ông có cái thằng hầu này mà tốt thật đấy. Vâng. Thằng này nói dại, cháy nhà, nó đi báo cháy nhà. Anh. Ơi ông yên tâm, ông cứ thử đánh nhà em. Con nói nha, người ta đến đánh hết luôn. Đấy. Thế làm bỏ cách rồi à? Dạ vâng. Con còn vuốt đường này. Nó hà đáy đường này. Vuốt này. Vuốt này. Không ăn nua. Thoa vuốt đút, không ăn nua. Khổ thế. Thôi được rồi. Ông sẽ có cách. Xin lỗi ông tí nhá. Đi đâu không? Đi về. Con chào ông, con về ạ. Ông ơi, đây, nâng này. Ông ơi, muộn rồi. Bạn đi rồi. Ôi trời ơi. Bà ơi. Ôi bà ơi. Hôm qua còn bố biết bà ăn, hôm nay bà đã nhắm răng thế này. Trời cao đất dày ơi, sống với nhau bao nhiêu năm trời mà khi ra đi bà cũng không thèm chào tôi một câu, bà cũng không thèm nhìn tôi một lần cuối. Người ta chết vì ốm vì đau, còn bà thì chết vì ăn. Bà chết rồi còn để làm cái tôi nhục nhã cho gia đình, bà có biết không? Người ơi, bà ơi. Ông ơi, nằm rồi. Nằm gì? Nằm, nó nầu. Nó nầu. Ôi, ông ơi, bà đưa đi, vẫn nở. Ôi, bà ơi, bà làm sao cái này, bà ơi. Nào, để cho bà dựa đứng ngoài đây thôi. Ôi, ông ơi, ra rồi này. Ra chưa? Ôi, sao thế, bà sao thế? Ông đắt thế nào mà bà bắn chưa cho rồi? Đấy, nhưng mà... Mẹo giỏi không? Ôi ơi, nhưng mà ông tan mặt quá, bà đi rồi. Này, vẫn thở. Đi sang gọi thầy Lang kia lên. Để con đi gọi thầy Lang. Thầy Lang ơi. Mình ơi, xương ra rồi. Tỉnh lại đi mình ơi. Em cũng sắp đi rồi. Cái gì? Mình à. Mình đừng có nói gở mồm thế. Em nói thật đây. Đi là đi thế nào? Của một đống như này mà đi có vấn đề để mà tôi chết à? Nhưng mà trước khi đi, em muốn hỏi mình một điều. Mình phải nói thật nhá. Mình muốn hỏi là ngoài mình ra là tôi có ngủ với người đàn bà nào khác không gì? Mà tôi hứa với mình nhá, kể cả ngủ hay là thức, là không hề có một ai ngoài mình cả. Cái chuyện ấy thì tôi biết rồi. Không phải chuyện đấy. Thế có chuyện gì? Chuyện em muốn hỏi mình là chuyện khác. Chuyện hệ trọng cả cuộc đời mình cơ. Hệ trọng à? Nó là chuyện gì đấy? Em muốn nói với mình. Ừ. Là ba đứa con, nó không phải con mình đâu. Hả? Thế chết là đúng rồi. Ai chết? Uống thuốc độc cũng là đúng rồi. Ai uống? Ba đứa con đấy. Cái gì? Ai uống thuốc độc? Vì biết không phải là con tôi cho uống thuốc độc nó chết rồi. Sao ngốc thế? Hả? Đó là con của ông đẻ ra cơ mà. Sao ông lại cho nó uống thuốc độc là nó chết là thế nào? Tại sao mà bà vừa bảo là không phải con của tôi? Tôi chỉ đùa thôi. Thì tôi cũng đùa đấy. Tại ông ấy. Tại bà ấy. Thế hòa gì đó. Nhưng mà thật nè, tại sao đưa những cái chuyện này ra đùa thì... Người ta không đùa thì làm sao mà người ta biết được? Biết được cái chuyện gì? Tôi là tôi muốn tách ông ra khỏi cái ông bạn già đểu của ông ấy. Bạn bè mà lại cứ nhồi vào đầu ông, cứ xui ông về để hết đi, bỏ vợ đi, rồi là lấy vợ hai, vợ ba đi. Bạn bè cái kiểu gì mà như thế? Vợ con thì chả tin bao giờ. Đúng đấy. Tôi hứa với bà, từ nay cách
ông có dám hứa với tôi không? Tôi hứa. Hứa thế nào? Cạch. Nếu không thì đừng có trách.